Manchester United đang đi đúng hướng, nhưng là hướng xuống. Từ bao lâu nay, bất luận Manchester United thi đấu ra sao, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn khăng khăng khẳng định Quỷ Đỏ đang đi đúng hướng. Thế nhưng, sau khi chứng kiến Quỷ Đỏ đá trước Tottenham, tất cả chỉ là dối trá. Manchester United càng đá càng thụt lùi. Sau trận hòa 1-1 của Manchester United trước Twente tại Europa League vào giữa tuần, ten Hag cho biết ông sẽ phải nhìn vào gương vì cũng là một phần trong màn thể hiện không tốt của đội bóng. Chẳng rõ chiến lược gia người Hà Lan đã soi gương thật chưa. Nhưng sau trận cầu với Tottenham tại Old Trafford, ông có lẽ nên đứng trước gương cả đêm để nhìn lại bản thân mình. Mọi thứ đang trở nên vô cùng u ám. Ten Hag vẫn luôn ra rả rằng Manchester United đang đi đúng hướng, song thành thực mà nói, ngay đến những cổ động viên trung thành nhất của Quỷ Đỏ cũng đang thắc mắc ý của Ten Hag là y hướng lên gì hay y hướng xuống. Nếu cất công theo dõi trọn 90 phút của Manchester United trước Tottenham, có lẽ tất cả chúng ta chứ chẳng riêng gì fan Quỷ Đỏ đều đã có đáp án cho mình. Không có gì để bào chữa, đó là điều chắc chắn. Gạt qua tấm thẻ đỏ của Bruno Fernandes, thử hỏi Manchester United đã thi đấu như thế nào khi có đủ 11 người? Đúng vậy. Ngay từ lúc quân số ngang nhau, đoàn quân của Ten Hag cũng đã bị Tottenham bóp nghẹt đến mức gần như không được chơi bóng. Tuyến giữa của Manchester United với Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Fernandes không thể làm gì trước sự xông xáo của những Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur và James Maddison phía Tottenham. Có cảm tưởng Spurs đã thi đấu trước một đối thủ hạng dưới chứ không phải làm khách tại nhà hát của những giấc mơ, nơi họ đã không biết thắng kể từ tháng 10 năm 2020. Manchester United không cầm nổi bóng trước Tottenham, ngay cả khi có đủ quân số. Hiệp 1 là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Manchester United dưới thời Ten Hag. Họ thi đấu rời rạc, hỗn loạn và thiếu sức sống. Nếu Tottenham không bị cột dọc từ chối cộng thêm một Timo Werner kém sắc bén, mảnh lưới của Manchester United chắc chắn đã phải rung lên không dưới 3 lần trước giờ nghỉ giữa hiệp. Mùa trước, Ten Hag đã kêu gọi một cách tiếp cận cân bằng hơn giữa việc tấn công nhanh khi Manchester United giành lại bóng và việc biết kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cho thấy cựu thuyền trưởng Ajax chỉ giỏi, nói phét. Mùa này, Manchester United tiếp tục gặp phải những vấn đề tương tự lúc phòng ngự trong các pha chuyển trạng thái. Sự kiên quyết của Quỷ Đỏ trong việc tấn công nhanh khiến các hậu vệ và tiền vệ của họ phải che chắn những khoảng trống lớn mỗi khi đối thủ giành lại bóng. Cách tiếp cận đầy mạo hiểm này, bất kể tình huống ra sao, đã khiến hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Manchester United không ở đúng vị trí để thực hiện pressing hiệu quả khi đội mất bóng. Họ thường phải đuổi theo tình huống vì cách tiếp cận theo kiểu y tấn công trước, đặt câu hỏi sau y của Manchester United. Ten Hag chỉ giỏi võ mồm. Trước Tottenham, điều này đã trở nên rõ ràng trong nhiều tình huống. Manchester United thường xuyên điêu đứng ở khâu chuyển trạng thái sang phòng ngự khi họ mất bóng. Chính từ những pha chuyển trạng thái tấn công mà Brennan Johnson đã ghi bàn thắng đầu tiên sau khi Mickey van de Ven giành lại bóng ở phần sân nhà rồi chạy một mạch băng qua hàng thủ Manchester United như trốn không người và kiến tạo. Manchester United tiếp tục bị Tottenham bắt bài trong bàn thua thứ hai với Dejan Kulusevski là người dứt điểm cuối cùng khi Johnson thoát xuống trống trải bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà một cách dễ dàng. Sự bất lực trong việc phòng ngự ở các tình huống chuyển trạng thái đã trở thành một đặc điểm phổ biến nhất trong lối chơi của Manchester United kể từ đầu mùa trước. Dù vậy, chẳng có gì được cải thiện bất chấp Ten Hag vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột trên truyền thông. Manchester United hiện chỉ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League 2024-25 với 7 điểm sau 6 vòng đấu. Tính ra, Quỷ Đỏ còn gần nhóm xuống hạng hơn nhóm top 4 chứ đừng nói đến ngôi đầu, và kết quả đang phản ánh đúng thực trạng của câu lạc bộ. Giới chủ mới của Manchester United đã hết lòng ủng hộ Ten Hag bằng việc chiêu mộ đội ngũ huấn luyện cùng không ít các tân binh, song tất cả ngày càng hỗn loạn. Manchester United đang đi đúng hướng là đây sao, Ten Hag? Đúng vậy. Quỷ Đỏ đang đi đúng hướng, nhưng mà là hướng xuống.